Xin chào tất cả quý vị bạn cùng đến với xe 2 giờ. Video này em sẽ giới thiệu cho anh em về giá xe, tổng văn bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe VinFast V5 bản Mopin. Khi mở sang cuối tháng 1 năm 24 này, chiếc xe VinFast V5 bản Mopin này đang có chương trình khuyến mại giảm giá rất sâu cho em nhá. Đặc biệt dành cho anh em ở Hà Tĩnh nữa đây ạ. Còn anh em chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em Bởi vì kênh xe thứ giờ cũng chuyên về giá xe, tổng ngân bánh và các chương trình khuyến mại ạ Ok đi về chi tiết ạ Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe Với giá miết của chiếc xe là 548 triệu Sang cuối tháng 1 năm 24 này đại lý chúng em đã áp dụng chương trình Đó chính là giảm 8% giá trị của xe Tương đương như vậy đang là 43 triệu dành cho anh em ở hậu khẩu Hà Tĩnh nhé. Và ngoài ra cũng áp dụng thẻ voucher trị giá là 70 triệu đồng nữa. Rất nhiều anh em hỏi em là nếu mà anh không có thẻ voucher ở đâu thì em anh em có thể là lên các hội nhóm này mua lại thẻ voucher nhé. Hoặc là anh em mua nhà Vip Home sẽ được tặng thẻ voucher ạ. Vậy thì chiếc xe VinFast V5 bản Plus bản Mupi này khi mà áp dụng các chương trình khuyến mại cuối tháng 1 Lá đỏ đang là 500 triệu tròn ạ. À. Còn tỉnh thì đang là 481 triệu. Còn đối với anh em ở Hà Tĩnh thì sẽ nó mạnh cho tỉnh trừ đi là 43 triệu rồi nhá. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 500 triệu tròn ạ. À. Ngoài ra có chương trình nữa đó chính là áp dụng anh em mua trả góp cho 2 năm đầu tiên đó là 5% rồi nhá, cố định 5% và 3 năm tiếp theo là 8% ạ, à. cố định luôn ạ. À. Đó là chương trình rất là ưu đãi cho anh em trả góp nhé. Còn đối trả góp thì anh em hiểu ra với giá đang là 125 triệu thì ạ. Tỉnh thì đang là 105 triệu. Và ở Tây Minh thì đang là 125 triệu ạ. Ở dưới phần mô tả em có một đường link. Đó chính là đường link về nhận báo giá. Anh em muốn gửi giá xe à? Tổng ngân bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp. Lát sau như thế nào? Thì anh em điểm tin như là tên, địa chỉ, số điện thoại, loại xe quan tâm, hình thức trả thẳng trả góp. Đều thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất ạ. Các chi phí mà em đã tính vào cho anh em đó chính là thuế trước bạ, biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí chưa đồng bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự ạ. Ok, vậy sau này giới thiệu cho anh em về giá xe, tổng ngân bánh, chương trình khuyến mại, cho chiếc xe VinFast VIP5 bản uh, mua pin rất là chi thức về rồi. Với cho này xin phép em sẽ dừng vào đây. Anh em có thấy hay thì ấm like đăng ký kênh nha để sẽ cập nhật về giá xe tổng dòng xe của VinFast cũng như các xe khác nhau để cho em sẽ được chọn tài chính của mình tốt nhất. Ok xin phép em sẽ dừng vào đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn này cảm ơn.